ăn thử kẹo sáp nhá, rất là mắc. Thế nên là tôi rất là háo hức. Ok, thử nhá. What? Trời ơi, nó bị chảy nước mọi người. Mọi người ơi, ở trong này nó vị ngọt. Kiểu cái này nó bị bã ở trong miệng, nó bị buồn nôn. Nên nó không ngon đâu mọi người. Nó rất là đắt luôn ý. Trời ơi, 4 cái viên này 120.000. Là tôi mua được hộp mic to nếu như áp mã giảm giá vào rồi đấy. Chê, mạnh dạn người đầu tiên chê cái này nha. Không thể đáng tình ẩn. Kẹo sáp đúng không? 2/10 nhá.